Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ với anh em về kỹ năng của 10 môn phái trong kiếm thế Origin, thì để chúng ta có thể quyết định trải nghiệm cái con game này ở trong Alpha Test 1 hay không thì chúng ta phải coi kỹ năng của nó có bắt mắt hay không nha anh em. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng coi có 10 môn phái là môn phái gì trước. Môn phái đầu tiên là Thiếu Lâm, tiếp theo là Đoàn Thị, Cái Bang, Đường Môn, Võ Đan, Minh Giáo. Rồi tiếp theo đó chính là môn phái Thiên Dương. Là đây nè anh em, đây là môn phái Thiên Dương. Rồi tiếp tục là môn phái Đường Môn, ở đây, thấy không? Rồi môn phái Thiên Nhẫn là ở đây, Cung Lôn ở đây, và cuối cùng là môn phái Thứ Duyên. Thì ở trong cái phiên bản này, theo như mà mình biết được á, thì chỉ có 10 môn phái, không có Ngami anh em, chưa có Ngami, khá là khiếu sót nha. Nếu thực sự là không có Ngami trong cái phiên bản này, cái môn phái này là môn phái Thúy Duyên anh em, cái môn phái này là Thúy Duyên. Nếu như mà cái này thực sự là Ngami thì mừng, còn nếu này là Thúy Duyên thì hơi tiếc. À, thì anh em thấy là hệ kim có hai phái, hệ quả có hai phái, hệ mộc có hai phái, rồi hệ thổ có hai phái và hệ thủy có hai phái. Chúng ta sẽ cùng xem bộ kỹ năng của các phái mà cô sưu tầm được cho anh em tham khảo trước, để coi cái game này đồ họa hay là môn phái của nó như thế nào, chiêu thức ra sao, để chúng ta quyết định chúng ta test ở trong cái phiên bản Alpha Test lần này. Và để biết rõ hơn và full skill, ví dụ là Võ Đan kiếm nó có những cái bộ skill như thế nào và Võ Đan khí có bộ skill như thế nào, thì để khi mà chính thức ra bản Alpha Test cô trải nghiệm và cô sẽ cho anh em xem bộ chiêu thức full skill luôn, cắt đường luôn, cho anh em dễ tham khảo, để cho anh em quyết định là anh em chọn môn phái nào và chọn cái đường như thế nào nữa, đúng không? Rồi ok, trước khi mà vào cái việc mà xem kỹ năng của các môn phái thì anh em cho mình xin một like, một đăng ký kênh, và nếu như anh em nào đã có group Zalo bang, nhớ copy cái link của video này quăng vô cái Zalo bang để cho mọi người cùng tham khảo, để cho anh em có thể quyết định anh em build team như thế nào, build team để hỗ trợ bang như thế nào cho hợp lý nha. Và đặc biệt là anh em sẽ có được một cái quyết định đúng đắn khi mà anh em đã thích cái môn phái và kỹ năng của môn phái nào ở trong cái video này, thì anh em có thể trải nghiệm ở trong cái phiên bản Alpha Test nó mượt mà hơn, thấy không? Nó hấp dẫn hơn. Và theo như anh em thì kỹ năng của môn phái nào sẽ vượt trội ở trong cái game Kiếm Thế Origin này, nhớ comment phía bên dưới chúng ta cùng thảo luận nha. Find your way into this wonderland, cross the maze, the dark, the innocent, chase the faith, the thrill, the heaven sent, I got your world upside down, the labyrinth will guide you far away, to a place where senses will decay, your ghost and mind will shadow play, I got your world upside down. Upside down.
I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down. Love polka. Voices in my head.
Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.